Rồi, tiếp tục thì đây là một ứng cử viên sáng giá nữa mọi người ha, nó thuộc về mảng Dendro chết nữa, có tên gọi là Burena Sukhoi mọi người đó. Như mọi người được biết thì dòng này cực kỳ đẹp luôn mọi người ha, và cực kỳ có giá trị luôn mọi người. Ngày hôm nay là đây là một ứng cử viên tiếp tục sẽ Hoa Lan Như Phong sẽ dự kiến là sẽ có một cái giải nào đó trong hội thi Hoa Lan mọi người.